Chào các bạn trở lại với Khải Toàn. Khải Toàn nhận xem thường chi phí không rẻ vì khá chọn lọc gia chủ. Vì nhiều lý do khác nhau, trong đó người cần cải biến vận mệnh phải có ý niệm tự lực và tin vào nhân quả. Gieo hạt gì mai sau sẽ có quả ấy. Video này không chỉ hướng dẫn tìm ra dụng thần cho tuổi Ất Sửu, Khải Toàn đề cập thêm về mệnh phát tài, mệnh giàu có và người biết ban phát. Về tuổi Đại Kỵ với tuổi Ất Sửu, năm này là năm hung, hoặc là cưới người này sẽ tán gia bại sản. Tại sinh đứa con này mà làm ăn lên hay sinh đứa con này mà làm ăn xuống, tất cả hoàn toàn là tà kiến, là những suy nghĩ mang tính lệch lạc. Người mang nặng suy nghĩ như vậy, đừng nói đến vận tốt, tâm trí của họ không thể nào được an. Tâm không an làm sao có được phong thủy tốt? Vì tâm lý an lạc là một loại phong thủy tốt nhất. Chỉnh thể phong thủy nhà hay phong thủy shop giúp gia tăng cơ hội về tài lộc. Xem mệnh cải vận giúp gia tăng may mắn và giảm đi vận xấu. Các bạn lưu ý, có tăng có giảm, không thể nào chuyển đen thành trắng, vì phong thủy không thay đổi được luật nhân quả. Không phải ai tuổi Ất Sửu cũng đều như nhau. Hôm nay Khải Toàn xin nêu vài vị gia chủ có mật mã phát tài, cũng như hướng dẫn các bạn tìm xem mệnh của mình có tài khố hay không. Hướng dẫn tìm ra dụng thần theo mệnh khuyết nhằm cải biến vận mệnh. Khi chọn nhà ở hoặc là chọn nơi kinh doanh, tuổi Ất Sửu không nên chọn tại cung thân, tức là góc 232 cho đến 248 độ Tây Nam, sẽ phạm phải vong thần, chủ về kiện tụng thị phi, trừ khi bạn hành nghề luật sư mới có thể chọn nhà ở cửa hướng này. Tuổi Ất Sửu tam tai vào các năm Hợi Tý Sửu, hạn Thái Tuế vào các năm Sửu Mùi Ngọ Thìn Tuất. Các bạn không nên lưu tâm đến các sao hạn trên, nhằm hạn chế dung nạp những tư tưởng tiêu cực vào tâm trí của chính mình nếu muốn có vận tốt. Một năm 12 tháng, một chu kỳ 12 năm, ngày có sáng tối, đời người lúc lên lúc xuống là lẽ thường. Vận hạn tốt phụ thuộc lớn vào yếu tố tâm lý. Các bạn có thể xem thêm video trong kênh nói về ý niệm tự lực. Người nghĩ mình làm được, tin vào bản thân mình là điều rất quan trọng. Vì khi có tâm lý an lạc, có tâm lý lạc quan thì có thể ứng dụng phong thủy tốt nhất. Nói cách khác, khi bạn tin tưởng vào vị bác sĩ, bạn sẽ cố gắng uống thuốc đều đặn, kiêng cử thức ăn không tổn hại đến cơ thể, thì sẽ mau khỏi bệnh hơn. Mệnh của bạn có sẵn tài khố, sẽ dễ kiếm tiền, dù bạn làm chơi hay làm thiệt cũng có thể kiếm được tiền. Hoặc khi nào bạn phát đạt, điều này có thể thấy được trong sinh thần bát tự của bạn. Mệnh là gốc. Mỗi giai đoạn tốt xấu khác nhau được gọi là đại vận. Bàn về vận hạn tuổi Ất Sửu, đối với nữ nhóm có vận tốt là 1, 3, 4, 9 và 10. Nhóm có vận không tốt 2, 5, 8 và 11. Đối với mệnh nam, nhóm có vận tốt là 1, 6, 9, 10. Nhóm có vận không tốt là 4, 7, 11 và 12. Những ai sinh mệnh ngày sinh thuộc giáp, giáp thuộc mộc là có sẵn cung chính tài, là một mật mã dễ kiếm tiền và dễ phát tài. Về tình cảm, nhóm 11 và nhóm 12 của mệnh nữ đa phần tình cảm trắc trở. Mệnh nam nhóm 5 và nhóm 11 có thể là nhóm có thời vận kém nhất của tuổi Ất Sửu trong giai đoạn này. Vì vậy, tuy khác tháng sinh thôi, đã có vận khác. Khác ngày giờ sinh còn khác rất nhiều. Các bạn xem theo nhóm sinh của mình theo từng phần sau. Ất Sửu có một số cá tính khó có thể nhầm lẫn: lầm lì, trầm tính, cọc tính, chịu đựng rất giỏi. Muốn đạt được việc gì đó họ phải nỗ lực rất nhiều. Sửu được xem là kim khố, là một trong tứ khố thường đại diện cho tích trữ, đại diện cho đất đai nhà cửa.
Mệnh của bạn không có tài phú, không có điền trạch thì dù có giành giật, có tranh đoạt cũng không thể nào có được. Vì vậy, mệnh giàu sang hay mệnh nghèo khó là do cái nhân từ đời trước. Mệnh có tài phú là do biết tu pháp bố thí, đời này bạn làm gì cũng có thể kiếm được tiền. Khải Toàn sẽ tiết lộ nhóm người tuổi Ất Sửu giàu có trong hàng ngàn lá số đã tra. Ví dụ 1, mệnh nam sinh ngày 12 tháng 9 năm 85 lúc 2 giờ, sinh ngày Giáp thuộc Mộc Dương, cung chính tài là cung Thổ Âm. Mệnh này có 4 trụ Thổ Âm và 2 trụ Thổ Dương, có cả chính tài và thiên tài, nguồn tài vô cùng dồi dào. Sau 32 tuổi, hành 40 năm đại vận đều có thổ. Thực tế cho thấy anh gia chủ này là một người có sự hậu thuẫn lớn từ gia đình. Bản thân anh ta không vì thế mà ỷ lại, luôn nỗ lực để gây dựng sự nghiệp riêng của mình. Cung tài mạnh, cung thổ dày, lá số có cả mật mã lộc thần, là một mật mã dễ phát tài, tức sinh ngày Giáp có chữ Dần. Chủ tháng sinh là thân kim, đại diện cho người sẽ có được chức vị quyền thế. Những người sinh mệnh ngày tính dương, tướng mạo thường từ trung đến cao sẽ dễ hành vận hơn. Ngoài ra, để biết mệnh có lòng hào hiệp bao dung hay không, có lòng giúp người hay không, phải xem cung thiên tài, vượng hay là không, và người có nhiều thổ cũng đại diện cho người ban phát và tích trữ. Ví dụ 2, mệnh nữ sinh ngày 7 tháng 11 năm 85 lúc 6 giờ. Mệnh này sinh ngày canh kim, canh thuộc kim, cung tài lộc là mộc âm, tức là chữ Ất Mộc. Mệnh có 3 cung chính tài, sau 30 tuổi hành 2 đại vận đều có mộc là vận có tài. Mệnh nữ này có thổ rất dày, trong đó Tuất và Sửu là 2 trong tứ khố. Sau 50 hành thêm vận Thìn là tam khố, tức là 3 khố. Thìn là thủy khố, mệnh này cần thủy, được xem là giai đoạn cát lợi. Cô gia chủ này ở Hà Nội là người rất đáng mến. Các bạn theo hướng dẫn lấy lá số biết mệnh ngày sinh của mình, tìm theo mũi tên đối xung sẽ có cung tài. Nhìn vào lá số của mình xem có nhiều màu trùng với cung tài hay không. Đây là một trong nhiều cách tìm ra mệnh có tài phú. Dù mệnh của bạn có tài phú hay không, thọ mạng dài ngắn ra sao, nếu chịu khó tu tập, chịu khó bố thí tiền, bố thí lời nói, bố thí lòng yêu thương, thì vẫn có thể chuyển hóa được nghiệp lực, chuyển xấu thành chung, chuyển tốt sang tốt hơn, trừ khi chính bản thân của bạn không chịu bồi đắp phước huệ này. Các bạn nên biết, học cải vận cũng giống như học nghề hay những môn học khác trong cuộc sống, cần một thời gian tinh tấn để chuyển xấu thành tốt. Ví dụ bạn trồng cây, bạn cũng cần chăm sóc, cần thời gian để chúng lớn lên. Phong thủy tốt đơn giản, tính ra vô cùng đơn giản, chỉ cần trong gia đình của bạn hòa thuận, có lòng thông cảm, nhiều tiếng cười thì bạn đang sống trong một ngôi nhà có phong thủy tốt. Bạn muốn tích phước bội đức, hãy bố thí, muốn khai ngộ, hãy nghe pháp và hành thiền. Video này chia thành 3 phần chính. Phần đầu nói về tính cách tình cảm của tuổi Ất Sửu. Phần 2 xét theo 12 tháng sinh. Phần 3 hướng dẫn ứng dụng mệnh khuyết theo từng ngũ hành, diễn giải về mệnh ngày sinh, cũng như hướng dẫn cách lấy lá số và cách tìm đại vận. Nội dung chỉ dẫn các bạn tìm ra dụng thần mệnh khuyết theo bát tự tứ trụ. Mệnh khuyết hay dụng thần là gì? Mời các bạn vào website hoặc tìm Google để tìm hiểu thêm. Hãy để lại bình luận, để lại lời nhắn câu hỏi rõ ràng về ngày sinh dương lịch của mình, đủ duyên Khải Toàn sẽ hồi đáp. Bạn chưa tin vào phong thủy, không sao cả. Bạn ngại bỏ tiền ra để xem phong thủy, cũng không sao cả. Bạn có thể tự tìm hiểu từ nhiều nguồn, từ YouTube, tự nghiên cứu từ sách báo, kiên trì ứng dụng theo sẽ có kết quả tích cực. Vâng, sự kiên trì vô cùng quan trọng. Bạn muốn thay đổi vận mệnh nhưng lại thiếu lòng kiên nhẫn, chẳng khác nào muốn ăn mà không chịu lăn vào bếp. Không đủ kiên nhẫn thì càng không nên xem video này,
dù bạn là người có cơ duyên bắt gặp video này. Các bạn nên biết, không có chuyện vận dụng phong thủy là phát tài ngay, càng không có việc đeo một món trang sức nào đó là phát tài ngay được. Nếu vận dụng đúng thì mỗi ngày bạn tích góp một ít điều tốt lành. Giả dụ mỗi ngày bạn bỏ ống heo vài trăm ngàn, phải một thời gian sau con heo mới mập ú được. Thầy phong thủy hay ai đó cam đoan với bạn có cách để phát tài nhanh. Hãy làm theo đi, rất là hay. Đó là cách của tà ma. Tà là nghiêng là lệch. Họ có tiểu thần thông từ linh giới, có thể mách bảo cho bạn những việc ở tương lai gần. Nhưng các bạn nên biết, cái gì bộc phát làm sao mà bền lâu, hậu quả thì rất khó lường. Những thầy phong thủy chân thiện, họ cho bạn phương pháp, cũng như thần Phật Chúa Trời cho bạn tâm lực. Việc của bạn là phải nỗ lực phấn đấu không ngừng, cố gắng nhiều thu hoạch nhiều, cố gắng ít thu hoạch ít là điều không cãi bàn. Tuy nhiên, bạn phải là người có phước phần mới có thể đón nhận được những điều tốt lành từ người khác. Bạn không đủ phước phần thì dù có thần Phật Chúa Trời tới độ bạn, bạn cũng không hề tin. Dù thầy phong thủy giỏi cỡ nào cũng không thể giúp được bạn vì bạn không đủ phước. Giả dụ khi bạn bệnh, miệng bạn rất nhạt, ai đó có mang bao nhiêu đồ bổ, bao nhiêu thức ăn đến cũng không thể nào cảm nhận được mùi vị của những món ngon này. Vì thế, sống thiện lành, giúp đỡ chúng sinh, không tham sân si mạn nghi là cách tốt nhất để bồi đắp phước duyên. Cầm tinh con trâu là một trong tứ khố. Tứ khố bao gồm Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. Họ có tính cần cù, bao dung và ban phát, thường rất chịu khó, nhẫn nại vượt gian khổ. Vì vậy, họ thường đạt được những mục tiêu cuộc đời mà họ đã đặt ra, nhưng vô cùng vất vả. Tuổi Sửu đa phần thật thà, chân thành và tốt bụng. Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Cầm tinh con trâu có những đặc tính lầm lì, làm việc siêng năng chăm chỉ, luôn cần cù và chịu khó. Họ âm thầm đặt ra mục tiêu và cố gắng hết sức để đạt được, thậm chí họ khá cầu toàn. Họ muốn mọi thứ thật hoàn hảo, luôn ép mình vào cố gắng nhất có thể để hoàn thành được mục tiêu họ đã đề ra. Cuộc đời ai cũng nhiều thăng trầm, không riêng gì tuổi Ất Sửu. Nhưng nói riêng, những người cầm tinh con trâu, mức độ thăng trầm của họ có vẻ cao hơn những con giáp khác. Khó khi nào được thảnh thơi để thực hiện những sở thích riêng của chính mình. Ất Sửu là những người lầm lì, trầm tính, sự nhẫn nhịn của họ là một đức tính rất tuyệt vời. Nếu nóng tính là bản năng thì nhẫn nhịn là bản lĩnh. Họ đạt được sự nhẫn nhịn ở một cấp độ cao hơn những con giáp khác. Nhẫn nhịn giỏi, biết nhường nhịn người khác, đối nhân xử thế khéo, bao dung nhân ái và hiếu thuận là những đặc tính nổi bật của đa phần người tuổi Ất Sửu. Vì vậy trong cuộc đời của họ, không nhiều người đố kỵ và dễ có quý nhân. Mọi người thường nghĩ rằng mang phận con trâu sẽ cơ cực. Thực tế không phải vậy. Trong nhiều gia chủ Khải Toàn, có những mệnh cầm tinh con trâu nhưng vô cùng thông minh tài giỏi và cả giàu có. Vì năm sinh chỉ là 2 trong 8 ô yếu tố của sinh thần bát tự. Trong tình cảm, họ là những người bên ngoài e dè, bên trong mãnh liệt. Họ là những người có trái tim đa sầu đa cảm, dễ xúc động trước những lời ngon ngọt, vì thế họ dễ bị dụ. Chính vì sự e dè thổ lộ tình cảm nên thường vụt mất cơ hội trong tình yêu. Tuy nhiên, đây có thể là được xem là điều may mắn vì chánh chọn sai người. Nếu các bạn muốn tìm hiểu tuổi hợp để kết duyên, tuổi hợp để vợ chồng lấy nhau của tuổi Ất Sửu, chỉ nên tham khảo Vợ chồng là nghiệp duyên, có né đằng này cũng sẽ gặp đằng khác để trả nợ, người nợ ta thì tự tìm ta kết duyên để trả nợ. Vì vậy chuyện vợ chồng con cái nên thuận duyên. Ất Sửu là những người có nghị lực kiên cường nên thành công của họ đạt được dựa trên sự chăm chỉ là chính.
kiên nhẫn và cố gắng nỗ lực của bản thân rất lớn. Hơn nữa tuổi Ất Sửu, lập trường riêng của mình, không ai dễ dàng thay đổi được tác động hoặc là tác động được ý kiến của họ. Vì vậy, khi đã đặt ra mục tiêu, họ rất kiên trì. Khi phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, họ có sức chịu đựng rất cao, sự chịu đựng kỳ diệu mà con giáp khác khó có thể có được. Khuyết điểm lớn nhất của họ thường là thiếu quyết đoán. Tuổi Ất Sửu thường vụt mất nhiều cơ hội. Họ cần phải chăm chỉ, nỗ lực hơn, học hỏi và cố gắng thật nhiều để đạt được sự thành công. Ất Sửu xét theo dụng thần, bát tự mệnh khuyết, nội dung bài được chia theo 12 tháng của 12 nhóm sinh, có tóm tắt về đại vận, tức những sự kiện trong 10 năm của mỗi nhóm sinh. Ngày tháng tính được tính theo ngày dương lịch, các bạn có thể tự tra áp lịch Việt để chuyển ngày âm sang dương. Khải Toàn xin chia sẻ hai cách giúp các bạn tìm ra màu sắc để ứng dụng về ngành nghề trang sức phù hợp cho tuổi Ất Sửu. Xét đơn giản theo năm sinh, Ất Sửu thuộc Hải Trung Kim, hộ mệnh là vị Hư Không Tạng Bồ Tát. Mệnh kim nên dùng màu của kim hoặc màu của thổ, gồm các màu trắng xám là kim, vàng bạc đồng là kim, gà khỉ cũng thuộc hành kim. Ngành nghề ngân hàng, tài chính, công nghệ, kế toán, kinh doanh chứng khoán, sản xuất phần cứng máy tính, tiệm vàng, quản lý món ăn, món ăn theo phong cách Tây là những ngành thuộc kim. Giờ tốt của kim từ 15 đến 19 giờ. Tam hợp với Sửu, ta có Dậu Tỵ hoặc là Tý Hợi. Trực xung phá hình, ta có Sửu Mùi Ngọ Thìn Tuất. Các bạn lưu ý, tam hợp lục hợp chỉ có ý nghĩa nếu đó là dụng thần, tức là ngũ hành theo mệnh khuyết. Khải Toàn đã tra cả ngàn lá số, tuổi Ất Sửu xét theo cách này khó có lòng chính xác. 10 người dụng giỏi lắm, vài người đúng, vì không phải ai tuổi Ất Sửu cũng như nhau. Tuổi Ất Sửu và cách cải vận như thế nào? Bạn xem xong video vào web của Khải Toàn, tra lá số, lấy giấy viết ghi lại đúng mật mã của mình và kiên trì ứng dụng theo, dần dần sẽ có vận tốt hơn. Tuy nhiên, phong thủy chỉ là một phương tiện, không phải liều thuốc thần. Nếu bạn chịu khó tu tâm dưỡng tánh, sống thiện lành, biết bố thí và cả dành thời gian học Phật, nghe pháp thoại và hành thiền, đó là cách cải biến tốt nhất. Khải Toàn xin tóm tắt nhóm 1, sinh từ 21 tháng 1 năm 85 đến 19 tháng 2 năm 85 dương lịch, tháng Mậu Dần. Nhóm sinh trước ngày 9 tháng 2 đa phần thiếu hỏa và kỵ thủy. Nhóm sinh sau 10 tháng 2 đa phần thiếu kim. Các bạn lưu ý, ai sinh mệnh ngày Ất thuộc mộc không nên dùng nhiều kim. Tuổi Sửu sinh tháng Dần là có sao Hồng Loan, chủ về đào hoa và tình cảm dễ biến động. Tuổi Sửu sinh tháng Dần là có sao Cô Thần, nam có mật mã này dễ cô đơn, ít quan tâm chuyện tình cảm. Năm Sửu khá lầm lì, hiền lành và khá cộc tính, thường hướng nội và bao dung. Người sinh tháng Dần thì lại thích tự do, thích tán dương và mạnh mẽ, có tính quân tử, khi nóng giận không thể nào kiềm chế. Dần thuộc mộc hỏa, tiết khí này trời còn mát nên tùy vào ngày sinh còn lại để tính hợp hóa của lá số. Người sinh nhóm này tính cách đa phần là mạnh mẽ, khó luồn cúi trước ai khác, nhưng đôi khi thiếu lòng nhẫn nại. Hiện tại đang ở thời vận khá của cuộc đời. Thời vận mệnh nữ 31 đến 40 tuổi đang hành vận Nhâm Ngọ thuộc thủy hỏa. Nhóm cần hỏa 5 năm sau có vận tốt hơn 5 năm đầu. Ngọ và Sửu là hại thái tuế, dễ có sự đố kỵ và xung đột. Những ai sinh mệnh ngày Kỷ và Quý trong vận này có nhiều cơ hội phát tài. Ai sinh mệnh ngày thuộc Giáp có sao Hồng Diễm, dễ biến động chuyện tình cảm. Sửu gặp Ngọ là thời vận có sao Hàm Trì. Sao Hàm Trì chủ về đào hoa, chu kỳ tình dục, lãng mạn, có duyên ăn nói, rất phù hợp ngành nghề dịch vụ. Thời vận từ 41 đến 50 tuổi của mệnh nữ hành vận Quý Mùi thuộc thủy hỏa thổ là vận khá. Thời vận mệnh nam 34 cho đến 43 tuổi đang hành vận Giáp Tuất thuộc mộc thổ hỏa là vận khá với nhóm sinh trước 9 tháng 2.
nhóm sinh sau 10 tháng 2 có vận trung bình. Ai sinh mệnh ngày thuộc Ất hoặc là thuộc Quý dễ có cơ hội phát tài. Thời vận từ 44 đến 53 tuổi của mệnh nam hành vận Quý Dậu thuộc Kim Thủy tốt với nhóm sinh sau 10 tháng 2. Mời các bạn xem phần sau của video có hướng dẫn cho mệnh thiếu kim và thiếu hỏa. Khải Toàn xin tóm tắt nhóm 2, sinh từ 20 tháng 2 năm 85 cho đến 19 tháng 4 năm 85 dương lịch, tháng Kỷ Mão, tháng này có tháng Mão Nhuần. Năm này có tháng Mão Nhuần, tiết khí đa phần là do Mộc Quản, tức là người Kỵ Mộc. Tháng Mão sinh mùa Mộc Vượng, dụng thần mệnh khuyết đa phần là khuyết kim và cả thủy. Lưu ý ai sinh mệnh ngày Ất Mộc không nên dùng nhiều kim, có thể dùng nhiều thủy. Năm sinh Ất Sửu là nhóm người có tính lầm lì, hiền lành, cộc tính, thường hướng nội bao dung. Tháng sinh Mão tượng trưng cho sức mạnh của Mộc, là người quân tử. Nếu Mộc quá vượng hoặc gặp đại vận có thêm Mộc, tức là người tính cách dễ chậm chạp, kém sáng suốt và có thể dễ bị gạt. Tháng sinh Mão sinh mùa Mộc Vượng đa phần là thời điểm này là người Kỵ Mộc. Người Kỵ Mộc không nên dùng màu xanh lá, hoặc nhà ở không nên có nhiều đồ gỗ, không nên nuôi mèo. Thời vận của mệnh nữ từ 35 đến 44 tuổi hành vận Quý Mùi thuộc thủy hỏa thổ, không phải thời vận tốt. Kỷ Quý xung nhau, Mùi Sửu cũng xung nhau, giai đoạn dễ biến động, thị phi trở ngại cao. Ai sinh mệnh ngày thuộc Đinh có sao Hồng Diễm là ngôi sao biến động chuyện tình cảm. Thời vận từ 45 đến 54 tuổi của mệnh nữ hành vận Giáp Thân là vận khá. Thời vận mệnh nam 33 đến 42 tuổi hành vận Ất Hợi thuộc Mộc Thủy. Gặp vận có Mộc Vượng, tinh thần tuy khó an tịnh nhưng được nhiều sáng tạo. Sửu gặp vận Hợi là có sao Dịch Mã, Mật Mã dễ biến động, di chuyển đi xa, thay đổi chỗ ở và cả xuất ngoại. Ai sinh mệnh ngày thuộc Nhâm, trong vận này có nhiều cơ hội phát tài. Thời vận từ 43 đến 52 tuổi hành vận Giáp Tuất. Mệnh nam hành vận Giáp Tuất thuộc Mộc Thổ Hỏa, không phải vận tốt. Mời các bạn xem cuối video có hướng dẫn về mệnh thiếu kim. Khải Toàn xin tóm tắt nhóm 3, sinh từ 20 tháng 4 năm 85 đến 19 tháng 5 năm 85 dương lịch, tháng Canh Thìn. Tháng Thìn vào các tiết khí Mộc và Thổ Vượng. Nhóm sinh trước 9 tháng 5 dụng thần mệnh khuyết đa phần là thủy mộc. Nhóm sinh sau 10 tháng 5 dụng thần mệnh khuyết đa phần là kim thủy. Lưu ý ai sinh mệnh ngày thuộc Mậu, Mậu thuộc Thổ thường không kỵ mộc. Năm Sửu lầm lì, hiền lành, trầm tính, khá cộc tính, hướng nội và bao dung. Thìn thuộc Thổ Thủy là người có khí chất giỏi thích nghi, có nhiều cơ hội sở hữu đất đai lẫn nhà cửa. Thìn đất biến hóa, người sinh tháng và năm Thìn thường luôn có vận tốt. Họ không phải tiếp người lãng mạn trong tình cảm. Nữ sinh tháng này thích làm thiện nguyện. Mộc Thổ Vượng là người ban phát và hào hiệp. Người Kỵ Mộc không nên dùng màu xanh lá, không nên để nhiều râu lông tóc móng và không nên nuôi chó mèo. Kỵ Thổ không nên dùng màu nâu. Thời vận mệnh nữ 30 đến 39 tuổi hành vận Giáp Thân thuộc Mộc Kim. 5 năm sau thời vận khá hơn 5 năm đầu. Ai sinh mệnh ngày thuộc Canh, thuộc Canh và Đinh, trong vận này nhiều cơ hội phát tài. Ai sinh mệnh ngày thuộc Ất là có sao Hồng Diễm biến động tình cảm. Thời vận 40 đến 49 tuổi của mệnh nữ hành vận Ất Dậu là vận khá. Thời vận mệnh nam 34 đến 43 tuổi hành vận Bính Tý thuộc Hỏa Thủy, được xem là vận khá, nhiều cơ hội về tài lộc. Vận Tý hợp với năm Sửu. Tuy nhiên ai sinh mệnh ngày thuộc Mậu và Kỷ dễ biến động tình cảm. Những người sinh mệnh ngày thuộc chữ Quý có vận này, ở vận này có nhiều cơ hội phát tài. Thời vận mệnh nam 44 đến 53 tuổi hành vận Ất Hợi là vận trung.
Mời các bạn xem cuối video có hướng dẫn về mệnh thiếu kim hoặc là mệnh thiếu thủy. Thái Toàn xin tóm tắt nhóm 4, sinh từ 20 tháng 5 cho đến 17 tháng 6 năm 85 dương lịch, tháng Tân Tỵ. Tháng Tỵ vào các tiết khí mùa hè nóng, dụng thần mệnh khuyết đa phần là thủy và kim. Lưu ý ai sinh ngày Mậu, Mậu thuộc thổ thường không kỵ hỏa. Năm sinh Ất Sửu, sinh tháng Tỵ là có sao dịch mã, cuộc đời dễ biến động, dễ xa quê hương, làm công việc xa. Năm sinh Sửu, sinh tháng Tỵ có cả sao cô thần, mệnh nam có sao cô thần, dễ cô đơn, ít quan tâm chuyện tình cảm. Sửu với Tỵ là tương hợp, được xem là một tượng tốt của lá số. Năm Sửu là nhóm người trầm tính, lầm lì, hiền lành và khá cộc tính, thường hướng nội, bao dung. Sinh tháng Tỵ hỏa là nhóm người linh hoạt, dễ hướng ngoại, giao tiếp giỏi, đôi lúc thiếu sự kiên nhẫn và dễ kiêu căng. Cuộc đời dễ có quý nhân giúp đỡ. Nhóm người sinh thời điểm này đa phần là người kỵ hỏa và thiếu thủy. Người kỵ hỏa rất nhiệt thành nhưng tính tình dễ nóng nảy, thiếu sự nhẫn nại. Kỵ hỏa không nên sử dụng nhiều màu đỏ, nhiều màu nóng, không nên nuôi chó mèo, nhất là chó mèo lông vàng. Thời vận 33 cho đến 42 tuổi của mệnh nữ đang hành vận Ất Dậu thuộc mộc kim là vận tốt. Dậu Tỵ Sửu tam hợp kim, có nhiều cơ hội về công việc và tài lộc. Những ai sinh mệnh ngày thuộc Tân và Bính trong vận này nhiều cơ hội phát tài. Những ai sinh mệnh ngày Tân thuộc kim có sao Hồng Diễm, biến động và không tốt chuyện tình cảm. Thời vận từ 43 cho đến 52 tuổi hành vận Bính Tuất không phải vận tốt của mệnh nữ. Tuổi Sửu mà gặp vận Tuất là có sao Quả Tú, mật mã dễ cô đơn, ít quan tâm chuyện tình cảm. Thời vận mệnh nam từ 34 cho đến 43 tuổi hành vận Đinh Sửu thuộc hỏa thổ. Sửu trùng Sửu là thái tuế, dễ hao tổn thị phi và tranh chấp. Ai sinh mệnh ngày thuộc Giáp trong vận này nhiều cơ hội phát tài. Năm Sửu gặp vận Sửu là có sao Hoa Cái, học nhanh hiểu nhanh, thị phi cô đơn. Nam có chu kỳ này tượng trưng cho quyền uy, nữ có chu kỳ này mạnh mẽ, dễ cô đơn. Thời vận 44 cho đến 53 tuổi của mệnh nam hành vận Bính Tý là vận khá. Mời các bạn xem cuối video có hướng dẫn về mệnh thiếu thủy và thiếu kim. Hải Toàn xin tóm tắt nhóm 5, sinh từ 18 tháng 6 năm 85 cho đến 17 tháng 7 năm 85 dương lịch, tháng Nhâm Ngọ. Tháng Ngọ vào các tiết khí mùa hè, mệnh kỵ mộc hỏa và khuyết thủy. Lưu ý ai sinh mệnh ngày Mậu thuộc thổ thường không kỵ hỏa. Dụng thần mệnh khuyết nhóm này đa phần là khuyết thủy và kim. Sửu gặp Ngọ, năm Sửu tháng Ngọ là có sao Hàm Trì, ngôi sao Đào Hoa, chu kỳ tình dục, tướng mạo lãng mạn, có duyên ăn nói và gặp gỡ nhiều người, phù hợp ngành nghề dịch vụ. Năm Sửu vốn lầm lì, hiền lành, cộc tính, thường hướng nội và bao dung. Tháng sinh Ngọ tính tình khá là phóng khoáng, hết mình vì công việc, không chịu lệ thuộc, khi giận dữ như lửa thiêu. Ngọ là một trong tứ mã cực đoan, cũng đại diện cho mật mã Đào Hoa, nhiều người khi còn trẻ dễ lăng nhăng. Mệnh sinh nhóm này tính cách nóng nảy, rất là nhiệt huyết, nóng tính quá mức, hết lòng với người mình mến. Họ là những người không ngại va chạm, nhưng những người thiếu kiềm chế sẽ khó thành công. Người kỵ hỏa nên giữ cho gương mặt luôn trắng sáng, nhà tắm nên có bồn tắm, nên tắm sáng, không nên nuôi chó mèo, nhất là chó mèo lông vàng. Không nên dùng màu đỏ, tím, cam, hồng. Thời vận mệnh nữ từ 34 cho đến 43 tuổi đang hành vận Bính Tuất thuộc hỏa thổ là vận bất lợi, tính tình khó an tịnh. Vận này có cả sao Quả Tú, dễ biến động chuyện tình cảm, ít quan tâm chuyện tình cảm. Ai sinh mệnh ngày thuộc Canh có cả sao Hồng Diễm, tình cảm càng khó khăn. Thời vận sau 44 tuổi, 44 đến 53 tuổi họ hành vận Đinh Hợi thuộc vận khá. Năm Sửu gặp vận Hợi là có sao dịch mã, giai đoạn sau dễ biến động, di chuyển và đi xa. Thời vận mệnh nam 32 đến 41 tuổi hành vận Mậu Dần thuộc thổ hỏa mộc.
là thời vận rất biến động và đầy bất lợi, tính tình càng dễ nóng nảy, càng nóng nảy vận càng kém. Tuổi Sửu gặp năm Dần là có sao cô thần, mật mã này dễ cô đơn, tinh thần không tốt, không quan tâm chuyện tình cảm. Ai sinh mệnh ngày thuộc giáp Mộc là có nhiều cơ hội phát tài. Thời vận sau 42 đến 51 tuổi là hành vận Đinh Sửu, là vận khá hơn một chút nhưng vẫn có nhiều trở ngại vì vận phạm thái tuế. Mời các bạn xem cuối video có hướng dẫn cho mệnh thiếu thủy. Hải Toàn xin tóm tắt nhóm 6, sinh từ 18 tháng 7 năm 85 cho đến 15 tháng 8 năm 85 dương lịch, tháng Quý Mùi. Tháng Mùi vào các tiết khí cuối hè, thường là kỵ hỏa thổ, dụng thần mệnh khuyết đa phần là thủy và có cả thêm mộc. Năm sinh Ất Sửu sinh tháng Mùi là có sao Hoa Cái, mật mã thông minh tài khoa, giỏi về nghệ thuật. Mệnh nữ có sao này cá tính rất mạnh, dễ cô đơn. Năm sinh Sửu là nhóm trầm tính lầm lì, hiền lành, cộc tính, bao dung, hướng nội. Sinh tháng Mùi thổ cũng tương tự, lầm lì, nội tâm. Đa phần là bao dung hiếu thuận, nhân ái, thích giúp đỡ mọi người, thích làm thiện nguyện, dễ cảm động cả khi đang xem phim. Họ là những người giỏi nghiên cứu sáng tạo. Nhóm này có nhiều cơ hội sở hữu đất đai nhà cửa. Sinh mùa này thổ hỏa vượng, đại diện cho người thật thà, tốt bụng, bao dung nhưng khá cộc tính, không khéo ăn khéo nói, đa phần hướng nội. Thời điểm này thổ hỏa quản là mệnh kỵ hỏa thổ. Người sinh nhóm này không nên nuôi chó mèo lông vàng, nên giữ cho gương mặt luôn trắng sáng. Nhà tắm nên có bồn tắm, hạn chế dùng màu đỏ tím cam hồng, không phù hợp thường xuyên vào bếp. Thời vận mệnh nữ từ 35 đến 44 tuổi đang hành vận Đinh Hợi thuộc hỏa thủy mộc, 5 năm đầu khó thuận, 5 năm sau có vận khá hơn. Năm Sửu gặp vận Hợi là có sao Dịch Mã, dễ biến động về công việc và chỗ ở. Ai sinh mệnh ngày thuộc Nhâm trong vận này nhiều cơ hội phát tài. Nữ sau 45 tuổi, 45 đến 54 tuổi hành vận Mậu Tý, dễ có sự tranh chấp và đố kỵ nhưng vẫn là vận khá. Thời vận mệnh nam 31 cho đến 40 tuổi hành vận Kỷ Mão thuộc thổ và mộc, dễ có quý nhân giúp đỡ nhưng thiếu sự sáng tạo và tinh thần thường không tốt. Ai sinh mệnh ngày thuộc Ất trong vận này có nhiều cơ hội phát tài. Thời vận 41 cho đến 50 tuổi hành vận Mậu Dần thuộc thổ mộc hỏa, 5 năm sau vận khá hơn 5 năm đầu. Tuổi Sửu gặp Dần là có sao cô thần, mật mã dễ cô đơn, ít quan tâm chuyện tình cảm. Mời các bạn xem cuối video có hướng dẫn mệnh thiếu thủy. Hải Toàn xin tóm tắt nhóm 7, sinh từ 16 tháng 8 năm 85 cho đến 14 tháng 9 năm 85 dương lịch, tháng Giáp Thân. Tháng Thân vào các tiết khí mùa thu, mệnh thường kỵ kim, dụng thần mệnh khuyết đa phần là mộc và kỵ kim và thổ. Lưu ý, ai sinh mệnh ngày thuộc Nhâm và Tân thường không kỵ kim. Ai sinh mệnh ngày thuộc Kỷ không nên dùng nhiều mộc. Năm sinh Sửu là người trầm tính, lầm lì, bao dung, hiếu thuận. Tháng sinh Thân là nhóm người hướng ngoại, thích tự do, giỏi giao tiếp, có thể kiêu căng. Thân thuộc Kim Thủy, có phần kiêu căng, khó kiềm chế cảm xúc của mình, không chịu thua kém bất kỳ ai. Mệnh sinh nhóm này đa phần là kỵ kim, không nên dùng màu trắng xám, nhà ở không nên có nhiều gương to hoặc nhiều kim loại, hạn chế đeo nhiều trang sức vàng bạc và cả kim cương. Thời vận mệnh nữ 33 đến 42 tuổi hành vận Mậu Tý thuộc thổ thủy, 5 năm cuối của vận không tốt về tài lộc, khó tích trữ. Ai sinh mệnh ngày thuộc Quý trong vận này dễ có cơ hội phát tài. Ai sinh mệnh ngày thuộc Nhâm là có sao Hồng Diễm, dễ biến động chuyện tình cảm. Thời vận của họ từ 43 đến 52 tuổi hành vận Kỷ Sửu. Sửu gặp vận Sửu là có sao Hoa Cái, học nhanh hiểu nhanh, thị phi và cô đơn. Nữ có mật mã này ít quan tâm chuyện tình cảm. Thời vận mệnh nam từ 35 đến 44 tuổi hành vận Canh Thìn thuộc Kim Thổ là vận kém, lời nói dễ gây hiểu nhầm, dễ có sự xung đột.
ai sinh mệnh ngày thuộc Ất trong vận này có cơ hội phát tài. Ai sinh mệnh ngày thuộc Mậu có sao Hồng Diễm, dễ biến động chuyện tình cảm. Thời vận từ 45 cho đến 54 tuổi hành vận Kỷ Mão, 5 năm sau mới bước vào có vận khá vì vận có Mộc. Mời các bạn xem cuối video có hướng dẫn cho người thiếu Mộc. Hải Toàn xin tóm tắt nhóm 8, sinh từ 15 tháng 9 năm 85 cho đến 13 tháng 10 năm 85 dương lịch, tháng Ất Dậu. Người sinh tháng Dậu vào các tiết khí mùa thu, mệnh thường kỵ kim. Dụng thần mệnh khuyết đa phần là mộc hỏa và kỵ kim. Lưu ý ai sinh mệnh ngày thuộc Nhâm và Tân thường không kỵ kim. Ai sinh mệnh ngày thuộc Kỷ không nên dùng nhiều mộc. Năm sinh Sửu là nhóm người trầm tính, lầm lì, hiền lành, cọc tính, bao dung và hướng nội. Sinh tháng Dậu tượng trưng cho sức mạnh của kim, Dậu cố chấp khỏi bàn. Dậu thuộc kim, rất cố chấp, tranh cãi với họ dễ bị cao máu. Dậu là một trong tứ mã cực đoan, có tài lãnh đạo, khéo giao tiếp nhưng lời nói khá đanh thép. Năm Sửu tháng Dậu tương hợp là tượng tốt của lá số. Sinh mùa kim phượng, sinh mùa kim vượng đa phần là người mạnh mẽ, tính cách cực đoan, cố chấp cao, có thể dẫn đến kiêu ngạo, lời nói và hành động dễ gây phiền lòng người thân. Người sinh nhóm này kỵ kim, không nên dùng màu trắng xám. Nhà ở không nên có nhiều kim loại hoặc gương to, hạn chế đeo nhiều trang sức vàng bạc và cả kim cương đá quý. Thời vận 35 đến 44 tuổi của mệnh nữ hành vận Kỷ Sửu thuộc thổ kim là vận rất kém. Tính cách giai đoạn này có thể dễ kiêu ngạo, không chịu thua thiệt bất kỳ ai, dễ có người đố kỵ. Năm Sửu hành vận Sửu là Phạm Thái Tuế. Thời vận 45 đến 54 tuổi hành vận Canh Dần, phải qua 5 năm sau mới bắt đầu vào vận tốt. Sửu gặp tháng Dần là có sao Hồng Loan, không tốt về chuyện tình cảm. Thời vận mệnh nam từ 31 đến 40 tuổi hành vận Tân Tỵ thuộc kim hỏa là vận kém, công việc nhiều trở ngại, khó tích trữ tài lộc. Ai sinh mệnh ngày thuộc Mậu trong vận này nhiều cơ hội phát tài. Thời vận của họ từ 41 đến 50 tuổi hành vận Canh Thìn cũng là vận kém. Mời các bạn xem cuối video có hướng dẫn cho người thiếu mộc. Hải Toàn xin tóm tắt nhóm 9, sinh từ 14 tháng 10 năm 85 cho đến 11 tháng 11 năm 85 dương lịch, tháng Bính Tuất. Tháng Tuất tiết khí cuối thu, Tuất thuộc thổ và hỏa. Nhóm sinh trước 22 tháng 10 dụng thần mệnh khuyết đa phần là khuyết mộc hỏa. Nhóm sinh sau 23 tháng 10 dụng thần mệnh khuyết đa phần khuyết thủy và mộc. Các bạn lưu ý ai sinh mệnh ngày Nhâm và Tân thường luôn kỵ hỏa. Ai sinh mệnh ngày Kỷ không nên dùng nhiều mộc. Tuổi Sửu gặp vận Tuất là có sao Quả Tú, mật mã dễ cô đơn, ít quan tâm chuyện tình cảm. Năm sinh Sửu lầm lì, hiền lành, trầm tính, cọc tính, bao dung, hướng nội. Tháng sinh Tuất là nhóm người trầm tính, háo thắng và có khiếu kinh doanh. Tuất thuộc thổ hỏa là nhóm người bảo vệ gia đình hết mực, có nhiều cơ hội sở hữu đất đai nhà cửa, thường có khiếu kinh doanh, khá háo thắng, khéo léo trong giao tiếp. Sửu và Tuất đại diện cho hai khố, đại diện cho đất đai nhà cửa. Người sinh nhóm này đa phần kỵ thổ và hỏa, thường không nên dùng đỏ tím cam hồng, không nên nuôi chó, có thể nuôi mèo, không phù hợp thường xuyên vào bếp. Thời vận mệnh nữ từ 32 đến 41 tuổi đang hành vận Canh Dần, được xem là vận khá, khá về tài lộc, tuy nhiên tính tình khó an tịnh, tính tình dễ nóng nảy. Ai sinh mệnh ngày thuộc Giáp và Tân trong giai đoạn này dễ có cơ hội phát tài. Ai sinh mệnh ngày thuộc Bính là có sao Hồng Diễm, dễ biến động, khó khăn trắc trở chuyện tình cảm. Năm Sửu sinh tháng Dần có cả sao Hồng Loan, chủ về kết hôn và biến động chuyện tình cảm. Thời vận từ 42 đến 51 tuổi họ hành vận Tân Mão cũng là vận khá, trừ ai sinh mệnh ngày thuộc Nhâm và Tân. Thời vận mệnh nam từ 33 đến 42 tuổi hành vận Nhâm Ngọ thuộc thủy và hỏa. 5 năm đầu thời vận tốt hơn 5 năm sau. Ai sinh mệnh ngày Kỷ và Quý trong vận này dễ có cơ hội phát tài.
Năm Sửu gặp vận ngọ là thời vận có sao hàm trì. Hàm trì đào hoa, chu kỳ tình dục lãng mạn, có duyên ăn nói và dễ gặp gỡ nhiều người, phù hợp ngành nghề kinh doanh dịch vụ. Thời vận 43 đến 52 tuổi, họ hành vận Tân Tỵ, tương tự vận trước, 5 năm kém và 5 năm khá. Mời các bạn xem cuối video có hướng dẫn cho người thiếu mộc. Khải Toàn xin tóm tắt nhóm 10. Sinh từ 12 tháng 11 năm 85 đến 11 tháng 12 năm 85 dương lịch, tháng Đinh Hợi. Tháng Hợi vào các tiết khí lạnh, dụng thần mệnh khuyết, đa phần là khuyết hỏa và mộc, thường kỵ thủy. Những ai sinh mệnh ngày Nhâm và Tân thường không kỵ thủy. Năm Sửu gặp vận Hợi là gặp là có sao dịch mã, mật mã biến động đi xa, thay đổi chỗ ở và công việc và có thể xuất ngoại. Nếu năm sinh Sửu là nhóm người hiền lành, cộc tính và hướng nội thì tháng sinh Hợi cũng tương tự. Hợi hiền lành, hướng nội, tốt tính nhưng lại rất cộc tính. Hợi thuộc thủy mộc, hiền lành, thích ăn phận, ít phân tranh, giỏi thu xếp thời gian của mình để được an nhàn. Họ là những người giàu tình cảm và dễ bị dụ trong tình cảm. Mệnh thủy vượng thường rất là thông minh nhưng thường là an phận, xử lý nhiều theo tình cảm, xử lý nặng theo tình cảm hơn lý trí. Nhóm người sinh tháng Hợi đa phần là kỵ thủy, không nên dùng đen và xanh dương, không phù hợp chọn hình nền là cá, chuột, heo hoặc là dơi. Hạn chế cả sử dụng trang sức vàng bạc. Nhà ở không nên có nhiều gương to hoặc là đồ kim loại. Thời vận mệnh nữ 35 cho đến 44 tuổi đang hành vận Tân Mão thuộc kim và mộc. 5 năm đầu thời vận khá kém, 5 năm sau thời vận khá tốt. Ai sinh mệnh ngày thuộc Ất và Canh trong giai đoạn này dễ có cơ hội phát tài. Thời vận 45 cho đến 54 tuổi họ hành vận Nhâm Thìn, không phải vận tốt. Thời vận mệnh nam từ 31 cho đến 40 tuổi hành vận Quý Mùi, 5 năm đầu có nhiều cơ hội về tài lộc và tích chữ. Ai sinh mệnh ngày thuộc chữ Giáp hoặc là chữ Nhâm trong vận này có nhiều cơ hội phát tài. Thời vận của họ từ 41 đến 50 tuổi hành vận Nhâm Ngọ, trước 46 không tốt vì vẫn có nhiều thủy. Mời các bạn xem cuối video có hướng dẫn về mệnh thiếu hỏa. Hải Toàn xin tóm tắt nhóm 11. Sinh từ 12 tháng 12 năm 85 cho đến 9 tháng 1 năm 86 dương lịch, tháng Mậu Tý. Tháng Tý vào các tiết khí lạnh, thời điểm này thủy rất vượng. Dụng thần mệnh khuyết đa phần là hỏa và mộc và kỵ thủy. Lưu ý ai sinh mệnh ngày Nhâm và Tân thường không kỵ thủy. Tuổi Ất Sửu sinh tháng Tý là có sao hàm trì, chủ về tướng mạo xinh đẹp, thông minh, đào hoa lãng mạn, có duyên ăn nói. Người tuổi Ất Sửu sinh tháng Tý có cả sao Hồng Loan, đại diện cho đào hoa, tình cảm cũng dễ biến động. Năm sinh Sửu lầm lì, hiền lành, trầm tính, cộc tính, bao dung, hướng nội thì người sinh tháng Tý đại diện cho người cố chấp cực độ, bảo vệ lý lẽ của mình hết mực. Nhóm người sinh vào tháng này xử lý nặng về tình cảm. Tý thuộc thủy, cá tính rất mạnh và cả ngạo mạn, lầm lì, cố chấp cao, là một trong tứ mã cực đoan, còn đại diện cho đào hoa, có tố chất của người lãnh đạo. Tý và Sửu tương hợp là tượng tốt của lá số. Sinh tháng Tý thủy vượng là người khó giữ được tiền, xử lý sự việc theo cảm tính hơn lý trí, đôi khi dễ ăn phận. Mệnh thủy vượng là người rất thông minh, nhược điểm ít khi cầu tiến, thích ăn phận, là người nhạy cảm trong tình yêu. Người kỵ thủy không nên dùng màu đen và xanh dương, nhà vệ sinh nên giữ sạch sẽ, nhà ở không nên có nhiều gương to, dùng màu ấm là chính. Thời vận mệnh nữ từ 30 cho đến 39 tuổi hành vận Nhâm Thìn thuộc thủy thổ, nhiều cơ hội về tài lộc nhưng khó tích trữ được. Tính cách giai đoạn này có thể đa sầu đa cảm. Những ai sinh mệnh ngày thuộc Ất trong giai đoạn này nhiều cơ hội phát tài. Những ai sinh mệnh ngày thuộc Mậu và Kỷ trong giai đoạn này có sao Hồng Diễm, rất dễ biến động chuyện tình cảm. Thời vận sau 40 đến 49 của họ hành vận Quý Tỵ, 5 năm cuối có vận khá hơn. Thời vận mệnh nam từ 35 đến 44 tuổi hành vận Giáp Thân thuộc mộc và kim, 5 năm đầu
có vận khá, 5 năm sau có vận kém, dễ hao tổn và phát sinh trong công việc. Ai sinh mệnh ngày thuộc tân trong vận này dễ có cơ hội phát tài. Với họ, thời vận sau 45 cho đến 54 tuổi hành vận Quý Mùi, qua 49 vận mới khá hơn nhiều. Mời các bạn xem thêm, xem cuối video có hướng dẫn cho mệnh thiếu mộc và thiếu hỏa. Khải Toàn xin tóm tắt nhóm 12, sinh từ 10 tháng 1 năm 86 cho đến 8 tháng 2 năm 86 dương lịch, tháng Kỷ Sửu. Tháng Sửu, các thiết khí này lạnh, đang là chuyển mùa, đa phần là người kỵ thủy và thổ ẩm. Dụng thần mệnh khuyết đa phần là hỏa và mộc, kỵ thủy và thổ. Lưu ý, ai sinh mệnh ngày thuộc nhâm và tân thường không kỵ thủy. Sửu gặp Sửu là có sao hoa cái, năm Sửu tháng Sửu. Hoa cái là chu kỳ nghệ thuật, học nhanh, hiểu nhanh, thị phi cô đơn. Nam có sao này rất là mạnh mẽ, nữ có sao này cũng mạnh mẽ và dễ cô đơn hơn. Mệnh có hai chữ Sửu. Sửu thuộc thổ kim, là một loại thương khố, thường đại diện cho đất đai nhà cửa. Hai Sửu là super lầm lì, trầm tính, hiền lành, rất cọc tính. Mệnh hướng nội, bao dung, hiếu thuận và biết cho đi. Thời vận mệnh nữ 34 đến 43 tuổi đang hành vận Quý Tỵ thuộc thủy kim hỏa là vận khá kém. Ai sinh mệnh ngày thuộc Mậu và Quý trong vận này có nhiều cơ hội phát tài. Mệnh nữ từ 44 đến 53 tuổi hành vận Giáp Ngọ được xem là vận khá tốt, rất tốt về công danh và tài lộc. Thời vận của mệnh nam từ 33 đến 42 tuổi đang hành vận Ất Dậu thuộc Mộc và Kim, không phải thời vận thuận lợi, dễ phát sinh xung đột, lời nói dễ gây hiểu nhầm. Ai sinh mệnh ngày thuộc Tân và Bính trong vận này có nhiều cơ hội phát tài. Với mệnh nam từ 43 cho đến 52 tuổi hành vận Giáp Thân, 5 năm đầu có vận khá, 5 năm sau vận kém hơn. Mời các bạn xem đoạn sau video có hướng dẫn về mệnh thiếu hỏa. Học cải vận cũng như chăm sóc một cái cây, chăm sóc một vườn cây, bỏ nhiều công, chăm sóc nhiều thì thu nhiều, trồng ít, chăm sóc ít thì thu ít. Trong đó, tâm lý là một loại phong thủy mạnh nhất. Bạn nghĩ mình thay đổi được vận mệnh, bạn nghĩ rằng sống thiện lành thì nhân quả lành sẽ báo ứng. Học cải vận cần một thời gian kiên trì ứng dụng mới có thể đón nhận vận tốt. Trong gia đình có nhiều tiếng cười, không gian sạch sẽ là phong thủy tốt đơn giản. Hành thiền giúp tâm an tịnh, bố thí sẽ có phước đức. Các bạn tìm Google thầy Khải Toàn, các website phong thủy cải vận hoặc phong thủy khải toàn.com. Tiếp theo vào mục tra lá số. Hãy điền thông tin ngày sinh dương lịch của bạn vào. Sau khi điền xong nhấn lấy lá số. Kéo xuống phần thông tin. Đây là thông tin lá số của bạn. Đầu tiên chú ý đến mệnh ngày sinh, ví dụ ở đây là chữ Giáp. Tiếp theo là chủ tháng sinh, ví dụ ở đây là chữ Tỵ. Đây là đại vận. Tìm dụng thần đơn giản, ta lấy trực xung, ví dụ sinh tháng Tỵ ta lấy chữ Hợi. Ví dụ sinh tháng Mão ta lấy chữ Dậu. Ví dụ sinh tháng Ngọ ta lấy chữ Tý. Với người khuyết kim, màu trắng xám là kim, trang sức vàng bạc, đồng hồ tự động là vật trợ kim. Ăn thịt đông lạnh, kem, thịt gà, tổ yến cũng là kim. Đồ vật trong nhà, máy lạnh, tủ lạnh, gương, treo một bức tranh núi Phú Sĩ, tranh gà, tranh khỉ cũng là kim. Mỗi sáng gõ vài tiếng vào chiếc chuông đồng là tăng vận kim, đeo trang sức vàng bạc đá quý, ăn tổ yến, soi gương là tăng vận kim thủy. Khi ngủ dậy, mặt nên hướng về hướng Tây hoặc Tây Bắc. Giờ tốt trong ngày cho mệnh thiếu kim từ 15 đến 19 giờ, giờ buổi tối là giờ của thủy. Với người thiếu thủy, màu đen xanh dương là thủy, trang sức vàng bạc đá quý, xanh đen hoặc là dương. Cá, chuột, rồng, chuột Mickey, dơi, Batman cũng đại diện cho thủy. Các loại cá, tất cả các loại sinh vật biển đều là thủy,
hoặc ăn cơm gà, tổ yến, bia lạnh, sữa chua cũng là thủy. Mỗi sáng thức dậy, mặt nên hướng về hướng Tây Bắc hoặc hướng Bắc. Đi ngủ hoặc tập thể dục, có thể mang theo chai nước suối, vì nước là thủy. Giờ tốt trong ngày cho mệnh thiếu thủy là buổi tối. Nên tắm sáng và làm cho tóc ướt, giữ cho gương mặt luôn trắng sáng. Soi gương là cách tăng vận kim thủy tốt nhất. Với người thiếu mộc, màu xanh lá là mộc trang sức các loại đá có màu xanh lá, đá quý hoặc là vòng gỗ trầm, thạch anh tóc xanh lá. Động vật thỏ, hổ, mèo, Hello Kitty, Doraemon là mộc. Ăn rau xanh thích hợp cho việc ăn chay, ăn nấm hoặc trái cây màu xanh. Nên nuôi dưỡng râu, lông, tóc, móng mới có vận tốt. Đồ vật trong nhà, ban công có cây cối, kệ sách, bàn làm việc có nên có cây nhỏ. Giường nên dùng nhiều đồ gỗ. Nón, tranh rừng hoa, cây cối là mộc. Mệnh cần mộc đi ngủ nên mang theo quyển sách, thường xuyên đọc sách. Nên sưu tầm giày dép túi sách mới là mộc đẹp. Không nên giữ giày dép túi sách cũ, tạp vật, sách báo cũ vì đây là mộc xấu xí. Giờ tốt cho mệnh thiếu mộc là buổi sáng sớm, giờ buổi trưa là giờ của hỏa. Sau 15 giờ là giờ của kim thủy. Mỗi sáng ngủ dậy, mặt nên hướng về hướng đông hoặc đông nam để gia tăng vận tốt. Với người thiếu hỏa, màu đỏ, tím, cam, vàng sậm, hồng được đại diện cho hỏa. Trang sức các loại đá có màu xanh lá cây hoặc màu đỏ. Nuôi chó là hỏa, nuôi mèo là mộc. Ngựa xe Ferrari, hiệu Polo cũng là hỏa. Ăn lẩu, đồ nướng, tim lợn, thịt dê, thịt bò, sô-cô-la đều là hỏa. Trên cơ thể của mình, phần đầu, mắt là hỏa, có thể nhuộm ít tóc đỏ. Đồ vật trong nhà, bếp, tivi, lò vi ba, máy vi tính, các thiết bị đại diện cho nhiệt đều là hỏa. Tranh mặt trời, tranh ngựa cũng là hỏa. Mỗi sáng nên gõ vài tiếng vào chiếc mỏ mộc và thắp nhang là tăng vận mộc hỏa. Khi ngủ dậy, mặt nên hướng về hướng nam hoặc hướng đông. Mệnh cần mộc hỏa, đi ngủ mang theo quyển sách, nên đọc nhiều sách báo. Nhà ở nên dùng nhiều màu ấm, nên thường xuyên vào bếp nấu ăn để tăng vận hỏa và tăng vận đào hoa. Giờ tốt trong ngày cho mệnh thiếu hỏa là 9 đến 15 giờ chiều hoặc giờ buổi sáng là giờ của mộc. Thái Toàn đã hướng dẫn cách tra dụng thần cho tuổi Ất Sửu theo 12 tháng sinh. Để chính xác hơn, cần phải xét thêm ngày giờ sinh và cả giới tính. Bát tự tứ trụ là xét cả 8 ô, trong đó cột ngày sinh khá là quan trọng. Xét mệnh ngày sinh, Khải Toàn xin tóm tắt như sau. Các bạn có thể nhìn vào đồ hình này. Các bạn nên kết hợp mệnh ngày sinh và tháng sinh của mình để tự trải nghiệm. Nếu tự nghiên cứu, bạn phải kiên trì, kiên nhẫn để ứng dụng. Thầy phong thủy chân thiện cho bạn phương pháp, việc còn lại bạn phải tự nỗ lực để cải thiện. Tuổi Ất Sửu cả nam và nữ là những người siêng năng chịu khó, muốn đạt được thành công cần phải nỗ lực rất nhiều, nỗ lực hơn nhiều người khác. Bù lại họ có tính bao dung nên cuộc đời dễ gặp quý nhân, dễ tai qua nạn khỏi. Nếu bạn là người hướng thiện, biết giúp đỡ mọi người, sống thiện lành, dùng tâm Bồ Tát của mình để thông cảm, để độ những người xung quanh thì bạn hoàn toàn không cần quan tâm đến phong thủy cũng sẽ có vận tốt. Dù vận tốt hay không tốt, hãy dành thời gian tu tâm dưỡng tánh. Từ đây mọi suy nghĩ, mọi hành động của bạn đều chân thiện, tâm của bạn sẽ dễ an, bạn sẽ dễ thông cảm với những người bên cạnh. Được như vậy, phước duyên sẽ hồi đáp. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn tâm thân an lạc.